Xin kính chào tất cả các anh chị, chúng ta đã quay trở lại với kênh Lê Thành Tấn Official. Và tôi là Thành Tấn, môi giới tư vấn đầu tư bất động sản. Và hôm nay Tấn làm clip này tại vì Tấn nghĩ rằng cái video này sẽ hỗ trợ cho rất là nhiều các anh chị chúng ta đang ở đại đô thị Vinhome Grand Park, để các anh chị chúng ta trong thời gian sắp tới sẽ chọn được những căn ưng ý ở tại khu vực này. Và trong thời gian 6 tháng tới 1 năm trở lại đây, thậm chí còn lâu hơn nữa, và đặc biệt là mới đây thôi, vào chiều ngày hôm nay, Tấn đưa anh chị khách hàng đang ở tại phân khu Origami và phân khu Rainbow đi tham quan dự án Mastery Central Point, chọn căn 3 phòng ngủ để thuê, và có một số anh chị lại mua để ở. Nghĩa là có một nhóm anh chị đang ở tại đại đô thị Vinhome Grand Park, có thể là ở tại phân khu Rainbow, ở tại phân khu Origami hiện tại bây giờ, hoặc là đã mua dự án Glory 2 hay là The Beverly hoặc và những phân khu khác, tuy nhiên muốn chuyển sang một cái phân khúc cao cấp hơn là khu cầm bao an ninh 24/7, tiện ích quy hoạch một cách bài bản, và đồng thời nơi đó có những cái hệ thống tiện ích đặc quyền dành cho cư dân. Và ở tại đại đô thị Vinhome Grand Park của chúng ta thì có hai dự án mà hiện nay khách hàng đi tham quan khá là đông, và có sự chuyển dịch từ những cái phân khu trước đó của Vinhome sang dự án này rất là nhiều. Và bản thân Tấn cũng đưa rất là nhiều anh chị khách hàng đi tham quan, cũng như là chọn mua hoặc là chọn thuê ở tại đây căn 1, căn 2 và căn 3 phòng ngủ. Và mới chiều ngày hôm nay, Tấn đưa anh chị đang ở tại phân khu Origami tham quan căn 3 phòng ngủ, tại vì gia đình anh chị này đang có 3 thế hệ đang ở căn 3 phòng ngủ. 3 phòng ngủ ở tại Origami thì anh chị mình mua luôn. Hồi đó thì mua đâu đó rồi tầm khoảng hơn 4 tỷ. Và bây giờ đang ở bên đó. Tại vì sao? Tại vì khi mà anh chị này mua ở bên chỗ Origami á, thì có một cái vấn đề là được tặng cái voucher cũng như là cái phần quà là hoàn thiện nội thất với giá rồi tầm khoảng chừng 250 triệu. Nhưng mà chủ đầu tư Vinhome lại làm hoàn thiện cho khách hàng luôn với những cái màu sắc quá là sặc sỡ. Chính vì như vậy, khách hàng khi mà nhận nhà là không có happy về cái vấn đề đó. Chính vì như vậy, hơn một năm qua thì khách hàng đang ở tại căn nhà của mình nhưng vẫn mong muốn tìm cho mình một cái môi trường sống mới và một căn nhà mới với tông màu cũng như là cái sở thích của khách hàng là tông màu trắng và tông màu nâu chủ đạo. Nghĩa là tông màu gọi là tông màu trung tính đó các anh chị. Thì ở tại Mastery Central Point của mình, anh chị đã tìm hiểu rất là kỹ qua thông tin, qua môi giới cũng như là qua báo đài và những video mà Tấn chia sẻ tương tự như thế này. Thì ngày hôm nay và những lần trước đó, những anh chị khách hàng cũng như cư dân ở tại đô thị đã đến tham quan nhà mẫu cũng như đi xem những căn nhà thực tế ở tại dự án này, và bản thân Tấn cũng là người trực tiếp đưa các anh chị chúng ta đi tham quan. Và cũng không phải là chỉ riêng một mình Tấn, có rất là nhiều anh chị sale môi giới khác nữa. Thì Tấn nhận thấy rằng đây là nhu cầu của rất là nhiều anh chị đang ở tại đại đô thị Vinhome Grand Park. Thì bản thân Tấn cũng đang làm môi giới ở tại dự án này, Mastery Central Point và dự án Lumen Boulevard. Chính như vậy, Tấn ở đây, Tấn cũng đang hiện tại là đang ở Mastery Central Point. Chính vì như vậy, Tấn rất là rành ở tại dự án này, và Tấn đã bán dự án này ngay từ cái thời điểm đầu vào năm 2021-22. Chính vì như vậy, giờ anh chị chúng ta đang quan tâm tìm hiểu cho mình một cái sản phẩm bất động sản cao cấp ở đại đô thị Grand Park, một sản phẩm mà an ninh khiếp kín 24/7, tiện ích đặc quyền dành cho cư dân, hồ bơi muối khoáng, du thuyền 2 tầng, tiện ích đặc quyền, khu vui chơi trẻ em trong nhà ngoài trời đầy đủ, an ninh 24/7, có sảnh lễ tân cao 6m, cùng với đó hệ thống thang máy cứ 2 căn là một thang máy, 2 căn là một thang máy, nghĩa là một sàn chúng ta có 17 căn sẽ là có 9 thang máy lận. Và ở tại đây có bảo vệ mở cửa ra vô cho mình, rất là an ninh và rất là cao cấp. Các anh chị chúng ta có thể cân nhắc để tìm hiểu và chọn mua. Và trước khi các anh chị mình chọn mua thì các anh chị đúng đang ở tại Vinhome Grand Park, thì bản thân Tấn cũng đang làm môi giới ở đây. Thì Tấn cũng chia sẻ thật là Tấn làm bất động sản cũng hơn 8 năm rồi, và Tấn đang làm video rất là nhiều để chia sẻ cho các anh chị là nhà đầu tư cũng như khách hàng mua để ở
mua để đầu tư, và những các bạn sale, nhân viên kinh doanh mới vào nghề trong bình khoảng chừng 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, để các anh chị chúng ta có cái nền tảng kiến thức cứng trong thời gian sắp tới, các anh chị chúng ta có thể hỗ trợ cho khách hàng mình nhiều hơn. Hoặc là những anh chị chúng ta là nhà đầu tư thì chúng ta có thêm góc nhìn về bản thân Tấn cũng là sale bất động sản, cũng như là có thời gian đi đầu tư rồi và cũng đã mua bất động sản, và hiện nay Tấn đang ở tại Mastery Central Point. Và mong rằng các anh chị chúng ta trong thời gian sắp tới, chúng ta nếu mà trường hợp các anh chị chúng ta chưa có nhu cầu chuyển nhà, hay là các anh chị chúng ta chưa có nhu cầu nâng cấp cái căn nhà, cái nhu cầu của mình lên đó, thì chúng ta vẫn ở đó rất tuyệt vời, rất tuyệt vời khi mà ở tại đô thị Vinhome, đúng không ạ? Tại vì hiện nay chúng ta đang có tuyến Spurs này, chúng ta có trung tâm thương mại, chúng ta có tòa, chúng ta có VinWonder trong thời gian sắp tới đi vào hoạt động này, chúng ta có công viên đại, công viên 36 ha, sẽ có sân golf này, chúng ta có rất là nhiều dịch vụ ở đây, bệnh viện rồi trường học đầy đủ hết. Thì bản thân Tấn cũng cảm nhận được rằng các anh chị chúng ta chấp nhận như vậy đủ là ok, và chúng ta ở đó luôn. Còn trường hợp các anh chị mình muốn nâng cấp lên, tìm cho mình một sản phẩm cao cấp hơn, thì cứ liên hệ đến số hotline của Tấn, Tấn sẽ hỗ trợ cho các cả các anh chị chúng ta nhiệt tình, đầy đủ, chu đáo và với những thông tin chính xác nhất, và Tấn sẽ hỗ trợ 24/7 ở tại dự án này để cho tất cả các anh chị chúng ta, dù đi xem sáng sớm hay là buổi trưa hay buổi chiều hay là thậm chí là buổi tối, Tấn cũng hỗ trợ cho các anh chị mình luôn nhé. Xin cảm ơn tất cả những anh chị đã đi xem thời gian vừa qua với Tấn, cũng như là đã chọn được những căn ưng ý ở tại dự án này, và mong rằng trong thời gian sắp tới các anh chị chúng ta cân nhắc chọn mua thì hãy liên hệ ngay đến hotline của Tấn để Tấn cập nhật cho các anh chị chúng ta những thông tin mới nhất và nhanh nhất nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị ở tại dự án Mastery Central Point, cũng như là những dự án mà các anh chị chúng ta đang quan tâm tìm hiểu và đang cần một bạn sale có tâm, có tầm, có thời gian làm việc với bất động sản một thời gian lâu, am hiểu về thị trường cũng như là chuyên sâu về dự án. Và tôi là Thành Tấn, chuyên tư vấn đầu tư bất động sản với hơn 8 năm kinh nghiệm chuyên thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm và khu đông thành phố. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những clip tiếp theo.